sữa thì ăn một lúc vú sữa nó ngọt. Lúc vú thì không có sữa, khác không có sữa. Vậy em đang livestream mà chị Mèo. Tới đâu rồi, anh say rồi hả? Em tới tới đây, tới đâu rồi anh tài xế ơi? Tới đâu rồi anh? Cầu Rạch Mẽo hả? Rạch Mẽo qua liền đèo theo sông. Tới đâu rồi? Tới Rạch Mẽo rồi. Đâu? Cầu. Nó phải cái bằng lăng mới đầu vô sao? Rồi nó nhảy theo thằng đó hả? Có nghĩa là thằng đó nó lấy vợ. À, nhỏ nó lấy chồng, thằng đó đem qua bàn lăng tới. Bàn lăng là hái nhiều đồ đó. Nó tặng rồi, nó có ôm thằng đó nhảy qua Hàn Quốc không? Hả? Im luôn. Nghe tới Hàn Quốc cái im luôn. Có Hồng Loan đi sớm rồi em. Hồng Loan đi 5 giờ sáng, chị đi xuất phát 8 giờ. Dạ con chào cô Mỹ ạ. Nhìn đi phúc hậu quá, trời ơi tùy người đi phúc hậu à. Nhìn tùy người phúc hậu chị Thanh Kiều ơi. Về cái mương an hoa hay về Đà Vinh Bảo Xuyên. Quậy lắm, bây giờ bà quậy lắm, bà quậy bánh trong nhà luôn đó mọi người. Trời ơi, Mỹ sao mà đi cầu cứu, bị oan ức quá à. Lừa chú Năm bán nhà, quậy bánh nóc nhà luôn. Mà kêu là oan chỗ nào không biết nữa. Tại người ta không biết à. Không biết thì gì vậy, không kêu nghe. Nó đi 5 giờ sáng, sợ tụi này quay á. Nó bị động lắm. Vâng, con đi 8 giờ. Người ta đang làm cái gì với nó đâu. Quay lắm. Ừ. Nên là thông cảm đi. Có tâm đi, có ghét đi cũng vậy hả? Cái gì vậy? Vâng. Nó cái gì? Nó rồi, coi nó như em gái. Nó không có gì vậy, Hoa hả? Đi tới cùng. Không ấy thủ tiêu đi. Giờ sao? Chứ giờ vô gì áp lực rồi, trời ơi. Vô vậy. Ai tới vậy? Thôi. Xe lấy cơm á. Phải chi mà ngay từ đầu ta tử tế với nhau thì bây giờ đâu đến nỗi vậy. Rồi lên cái mặt trơ trẻn lên biết bao nhiêu. Giờ giống như là cộng đồng người Việt trên cả thế giới luôn, cả Việt Nam luôn. Nhìn nhận ra hết rồi. Đâu có thể nào để dẫn dắt dư luận được, để dẫn dắt là có cái vụ nào có giấy tờ từ con nữa làm gì có cái chuyện đó. Nếu mà từ con thì chú đâu có thể nào mà chú để cái tờ giấy mà chú viết lại cuối đời mà chú viết dưới giường mà chân lên nó đọc đâu, đúng không? Đâu đó có chuyện đó. Cái chuyện từ con mà phải nhắn Loan nó chạy lên. Từ con sao mà nói trời ơi bây giờ sao nó không lên, nó hầm mấy đứa cháu lên nhớ muốn chết. Không dùng cái từ là nhớ thấy mẹ luôn đó. Thôi nhưng mà thật đó, đâu có nghĩ tới Loan. Từ con mà đâu nghĩ tới Loan là con Loan nó không ăn xả, giặt người này người kia. Đâu có nhớ con Loan. Đó. Rồi cứ sát bên tai ổng nói xấu cho giữ vô, chia cách cho giữ vô. Nhưng là con gái ổng đây, con gái ổng, ổng vẫn nhớ, ổng vẫn gọi tên hàng ngày. Sao mày không hầm mấy đứa nhỏ về chơi? Nhớ thằng bấm nhất luôn, thằng gì, thằng Bun. Tại căn bản Loan nó đâu có phá đâu mọi người. Nó không có cờ bạc, nó không có phá. Làm sao chú Năm ghét nó được. Mà ví dụ đi, nó có phá nữa vẫn là con của ổng. Ổng thương yêu, qua cách cư xử nó nhìn là biết ai là ổng thương yêu. Ai ổng ghét bỏ liền. Chị xin cái nón của em đi nhỉ. Ok chị ở đâu em ship tới cho chị liền luôn. Mọi người không vụ sao kê, mọi người yên tâm nha. Cái vụ sao kê sẽ làm rõ. Cần thời gian, có nghĩa là Ni cũng đang, Ni còn nôn hơn mọi người nữa. Ni cố gắng hết sức luôn á. Ni là người giúp Loan cố gắng hết sức cái vụ sao kê đó. Mọi người hiểu rồi, có bao cái việc ở trước đây mà Ni livestream mọi người biết rồi. Sao kê là Ni cực
kỳ nôn nóng hơn mọi người nữa, chứ không phải đi không nôn đâu, cái gì cũng phải đợi. Tôi giờ chỉ biết say rồi mọi người. Hát mai không phải một mình đi đâu, đi không có thù nữa. Tự nhiên như nhức đầu á mọi người, nhức đầu là thấy trơ trẽn, không biết đúng sai á. Ai là người khi cái thằng này đi đó, vai vế nào để mà khi cái thùng phong điếu, ai là người ở lại lo chu toàn mỗi năm dỗ cho chú Năm đó, ai là người trả nghĩa, nó phải rõ ràng như vậy chứ, trình tự như vậy chứ, làm sao mà làm giùm được. Để giùm thì phải sao cơ, rõ ràng tiền bao nhiêu chứ, đâu bảo quên được đâu mọi người. Nón hơi giống vỏ đựng gà, Ni là cái nón vỏ đựng gà là Ni, chứ Ni không có đi bán hàng nha mọi người. Mọi người ám ảnh vỏ quà cho mọi người. Bây giờ mọi người thấy cái nón này cho mọi người liên tưởng cái vỏ gà luôn. Tiếng nói Việt Băng đúng rồi, bạn Băng có đi nè, đi chung xe với Ni. Áp thương hiệu của Ni á, thương hiệu của Ni là cái kiếm màu hồng, nhưng bây giờ Ni tìm không ra nữa, cho nên Ni phải. Em thấy nhập mặt thường đẹp hơn hồi mát. Vẫn gọi là bé Loan đúng rồi. Chú Năm không rất là thương bé Loan, gọi là cực kỳ luôn đó mọi người. Chứ không phải là rồi, mọi người có biết không, cha con của ta mà cứ đứng ở sân sau đâm chọn gì à, trời nhảy vui được lằng láng nè. Thần thái bé Loan nó rất là thẳng tính. Bây giờ từ ai nữa chứ không có chịu mà lùn cuối nịnh nọt đâu mọi người. Ngại hứng liền chứ. Đúng rồi, dành cho con cháu ưu cho hay quá em. Đúng rồi đó. Cái chuyện này nó chuyện rõ rành rành rồi. Nhưng là những ngày cuối đời không thấy mặt ở đâu. Bà à, đã cô xích quậy trên nhà được rồi không? Cái áp xinh xinh mà chị. Được không? Trí cảnh đang xuống hả mọi người? Cái nón rồi đi làm sao cho nó quẹo luôn rồi nè.